Dạ đúng rồi đó chị. Em nhờ chị lòng lời dẫn chuyện giúp em nha. Đây là một câu chuyện về tình yêu. Chị thấy không khí nó giống như chiến tranh vậy. Dạ, điểm đặc biệt là ở chỗ đó đó chị. Bởi vì á, nó hoàn toàn dựa trên một câu chuyện có thật. Câu chuyện xảy ra vào năm 2019. Mọi người thường hay nói, trước khi một cơn bão ập đến, sẽ xuất hiện một sự yên tĩnh vô cùng đáng sợ. Thật đúng là như vậy. Vào một ngày cuối thu, có một câu chuyện xảy ra. Mấy ngày trước, trời bắt đầu se lạnh rồi đó. Chắc là cũng sắp tới Giáng sinh. Bà không thích Giáng sinh hả? Giáng sinh năm nào tôi cũng cảm thấy cô đơn. Sau Giáng sinh thì lại thêm một tuổi nữa. Nghĩ mà rầu. Vậy thì kể từ bây giờ trở đi ha, bà sẽ không bao giờ cô đơn vào cái dịp Giáng sinh nữa. Cảm ơn ông. Bà có sao không? Hả? Ông sao? Ông ơi. Ừ? À, như thầy Quyền. Xui quá. À, xin lỗi, xin lỗi. Được rồi, tôi sẽ bỏ tiền, tôi sửa hết cái xe này cho ông. Ông lái xe bằng gì vậy? Bằng mắt hay bằng mũi? Đừng nói với tôi ông lái bằng miệng nghe chưa. Tôi xin lỗi rồi mà. Xin lỗi gì, ông lái vợ ra. Good à, good. Dạ, thầy Quyền à, thật lòng là chúng tôi rất là xin lỗi thầy. Mong thầy bỏ qua cho chúng tôi. Ô, oh, thiệt là trùng hợp là còn đi chung với nhau ha. Cái này mà muốn che mắt thiên hạ giải thích là cũng khó ha. Nè, ý ông nói về lần sau, ý ông nói là tôi với lại bà là quan hệ lén lúc đó hả? Chứ còn cái gì nữa? Nè, để tôi chống mắt tôi coi hai người giải thích với thiên hạ cái chuyện này như thế nào. Thiên hạ cái con khỉ. Con khỉ vào. Trước đó thì ông Đỗ Tú Tài và thầy hiệu trưởng đã có sẵn mâu thuẫn với nhau. Trong lòng hai người luôn chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng nhau. Cuộc chiến tranh của họ chỉ chờ chiếc xúc tác để có thể châm ngòi và bùng nổ. Và vụ tai nạn hôm đó bỗng nhiên xảy ra. Bất ngờ nhưng thật đúng lúc. Tôi cứ vẫn đang nghĩ đến chuyện hồi sáng gặp ông Quyền á. Trong lòng cảm thấy lo sao đó ông à. Bà đừng để ý cái chuyện đó nữa. Bị ổng là cái người hẹp hòi cho nên ổng mới như vậy. Bận tâm làm gì? Ông không biết đâu. Từ hồi xích mích với ổng đến giờ hả? Ổng cứ luôn rình rập tìm cơ hội để bà đuổi tôi ra khỏi trường đó. Ừ, không sao đâu, bà đừng có lo. À quên nữa, ngày mai bà đi Thành An hả? Ờ, đúng rồi. Bà thiệt là tốt bụng á. Còn mang thức ăn xuống để mà giúp đỡ những cái người già không nơi nương tựa nữa. Nè, không mấy lần tới cho tôi đi nha. Ồ, thiệt á hả? À, như vậy thì hay quá. Được rồi, lần sau đi tôi sẽ rủ ông đi cùng nha. À. Vào một đêm yên tĩnh của mùa đông năm 2019, khi mọi người vẫn còn đang yên giấc, thầy hiệu trưởng đã đơn phương tấn công một cách bất ngờ. Và một điều dễ hiểu, cuộc chiến giữa thầy hiệu trưởng và ông Đỗ Tú Tài đã thực sự bùng nổ. Có chuyện gì? Hả? Trường gãy đầy cái gì? Hả? Ê bà. Ý, ổng kìa, phải ổng không? Phải ổng. Ê, phải ổng trong này không? Đúng rồi. Đúng ổng phải không? Ổng nhìn kìa. Cô hiệu phó và giám đốc công ty lương thực đang hẹn hò với nhau. Chất lượng thực phẩm tuy giảm sút, nhưng dưới áp lực của cô hiệu phó, cuộc giao dịch mờ ám này vẫn được thực hiện. Điều này thật là sai trái, cần phải thay đổi một công ty lương thực khác. Bằng chứng. Đây, hiệu trưởng này đáng ghét thiệt. Đúng là cái đồ tiểu nhân mà. À,
À, xin lỗi. Xin lỗi. Quyên, ông đi. Nhìn đi, cái gì đây? Bây giờ muốn gây chiến với tôi phải không? Gây chiến à? Nếu cuộc chiến xảy ra thì cũng phải chấp nhận thôi. Ông nói vậy làm sao hả? Lấy giả tiểu nhân mà đó là quân tử hả? Ông quân tử gì? Ông ném về quân sĩ thì có. Cái tờ rơi này ở đâu ra? Ai mà biết? Nhưng mà những cái điều mà ghi ở trên cái tờ rơi này á, nó có là sự thật hay không thì đã đến lúc nhà trường phải thay công ty thực phẩm khác rồi. Nếu ông muốn như vậy hả? Đấu với nhau một trận đi. Được, đấu thì đấu. Vì bị thầy hiệu trưởng tấn công một cách bất ngờ, trong tình trạng không phòng bị và không có viện trợ, ông Đỗ Tú Tài không còn cách nào khác ngoài việc phải tạm thời rút lui. Không liên lạc được với Lệ Liễu, bây giờ phải làm sao bây giờ đi? Bà ơi. Gì nữa? Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn con nghĩ nhiều rồi bà. Sao? Ở bên nhà trường bây giờ họ chính thức đồng ý hợp đồng, mình phải làm sao hả ba? Làm sao chứ? Nhất định không phụ cái keo này. Bằng mọi giá liên lạc với giám đốc nhà trường. Mau lên. Dạ. Đi. Ba. Chuyện này là sao hả ba? Con không cần biết. Con nhảm nhí, bịa đặt, hiểu không chưa? Đó. Con phải ủng hộ ba nghe chưa? Phải cho cái thằng cha đó biết tay mới được. Ba, nhưng mà chuyện này là sao hả ba? Chị ơi, chị. Em vừa nghe đồn á, là bác Táo Hài sắp bị ông hiệu trưởng đuổi ra khỏi trường rồi đó. Cái gì? Ông Tài, rốt cuộc chuyện này là sao? Tin đồn ông đang quen với cô hiệu phó của trường chúng tôi, có thiệt không? Làm gì có. Biết đâu có cái kẻ nào nó xấu bụng, nó bày ra cái trò này để mà nó hạ nhục người khác. Chứ làm gì có. À, thưa anh, dạ mời anh xem qua. Đây. Đó, anh nhìn đi. Ông Tài, ông đã từng diễn trên sân khấu cho cô Liễu xem đúng không? Hả? Còn gấp cả hạt giấy tặng nữa phải không? Chuyện đó. Cái chuyện đó là cô Liễu đã đăng hết lên Facebook rồi. Ông còn định chối nữa hay sao? Cái chuyện đó thì... Thì là hay thì là mà. Dạ thưa anh, trường của chúng ta không thể nào tin tưởng giao thực phẩm của học sinh cho một người gian dối như vậy được đâu anh à. Dạ thưa anh, cái chuyện đó thì... Thôi đúng rồi, tôi sẽ ngưng việc hợp tác với anh. Hả? Bà ơi, sao rồi con, có thuyết phục được không? Ông chịu gặp con, hay là mình từ bỏ vụ này đi ba? Từ bỏ sao được con, mới có chút xíu khó khăn mà con đã bỏ cuộc là không được. Hay là để con đi gặp thầy hiệu trưởng thử một lần coi sao? Không, khỏi, không có cần gặp thầy hiệu trưởng đó. Cái thầy nham hiểm như vậy, gặp như không à. Thôi, ra ngoài đi. Dạ. Trời ơi, không lẽ mình thua thiệt rồi sao? Và như vậy, cuộc chiến tranh coi như đã kết thúc với phần thắng thuộc về thầy hiệu trưởng. Cuộc chiến được coi như là đã phân định thắng bại rõ ràng. Nhưng thật bất ngờ, tình thế đã được lật ngược bởi sự xuất hiện của một nhân vật thứ ba. Đó chính là sự kiện cặp cản Bạch Đằng của bà Tôn Nữ Lệ Liễu. Liễu hả? Tôi gọi cho bà biết bao nhiêu lần rồi đó. Không hiểu sao mấy ngày nay sống ngoài biển yếu quá. Chắc là có trục trặc gì đó. Ủa, mà ông nói thầy Quyền đã làm gì? Trong lúc không có bà ở đây, lão ta đã cho tôi một đòn chí mạng. Bây giờ cái hợp đồng mà cung cấp lương thực cho nhà trường á, đều bị tạm ngưng rồi đó. Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi và ông sẽ cùng đến trường. Vậy đi. Sổ sàng. Cô nói vậy lỡ người ta nghe người ta hiểu lầm tôi rồi sao? Với tôi như vậy là sổ sàng rồi đó. Thầy đã đến nhà tôi, tự dưng nắm tay tôi, rồi còn đòi quen nhau nữa. Tôi nói như vậy không đúng sao? Chuyện này thì... Thì là mà. Vì muốn giữ thể diện cho thầy, cho nên tôi đã không kể với bất cứ ai hết. Nhưng bây giờ thầy làm lớn chuyện như vậy thì tôi sẽ không bỏ qua nữa. Nhân chứng tôi cũng đã có sẵn ở đây rồi. Cô hiệu phó à, tại sao cô lại nói như vậy? Thật sự là bữa đó tôi có nắm tay cô đâu. Thầy còn ngụy biện nữa sao? Được, đã vậy thì
tôi sẽ đến sở giáo dục để mà trình bày hết mọi chuyện. Nếu như muốn, thầy có thể tới đó mà giải thích. Chào thầy. Không, cô à, cô... chờ đi, chờ chuyện gì sẽ xảy ra nha bạn. Ông, trời ơi, trời. Ông Đỗ Tú Tài và bà Tôn Nữ Lệ Liễu đã kết hợp với các nhân chứng để chuẩn bị kế hoạch phản kích lại. Nhưng mà có một chuyện xảy ra sau đó. Bà làm như vậy á, chắc chắn là ông ta sẽ không dám hống hách nữa. Nhưng mà tôi nghĩ liệu mình có nên làm lớn chuyện không? Bởi vì đôi khi cái chuyện đó nó ảnh hưởng đến bà đó. Không được, tôi không nhịn được nữa. Tôi biết là làm như vậy á, ông Quyền cũng đã sợ lắm rồi. Nhưng tôi không thể tha thứ cho ông ta chuyện này được. Bà suy nghĩ kỹ chưa? Nhất định tôi phải đến sở giáo dục. Nè mấy đứa, nhớ làm chứng giúp cô đó. Alo, cả nhà đã tập trung đủ hết chưa? Sao? Đang trên đường đến hả? Tôi có một chuyện rất gấp, cần mọi người giúp đỡ. Đúng rồi. Ủa, chuyện gì vậy mọi người? Không biết. Chuyện gì vậy ta? Không biết. Thôi đừng có vô, mà. Trời ơi, hai người làm gì kỳ vậy? Bây giờ bỏ qua cho tôi được không? Bây giờ tôi nói thiệt, tôi làm vậy là công bằng cho cả đôi bên rồi mà. Công bằng ở chỗ nào chứ? Thầy cũng thừa biết ai là người gây chuyện trước mà. Tôi biết, nhưng mà thôi giờ bỏ qua cho tôi được không? Không được, tôi không thể bỏ qua được. Mình vô đi cô. Đừng có vô. Bây giờ tôi nói nghe thôi. Bây giờ đừng có vô, thôi giờ không mấy có chuyện gì. Bây giờ mình về trường mình nói ha. Không được, làm ơn, xin thầy hãy tránh ra đi. Mà trời ơi, tại sao mấy người cứ muốn làm lớn chuyện vậy hả? Vô đây. Nè vô, mấy người vô hết đi. Nè, bao vây lại, làm cái vòng tròn. Nói vòng tay lớn, nếu nói vòng tay lớn, bao lại vòng tròn, chẳng không cho mấy người này vô. Đúng rồi. Không cho mấy người này vô. Vào đúng thời khắc quân liên minh của ông Đỗ Tú Tài giành được ưu thế, thì liên minh của thầy hiệu trưởng đã xuất hiện với số lượng quân đông hơn. Họ đã ngăn cản được quân của ông Đỗ Tú Tài, không cho ông Tài đạt được chiến thuật của mình. Không còn cách nào khác, ông Đỗ Tú Tài phải chấp nhận cho quân mình rút lui. Cuối cùng, hai bên đã quyết định ký một hòa ước. Tôi hy vọng á, từ rày sắp tới á, ông đừng làm những cái chuyện gì mà chống lại tôi nữa. Tôi biết rồi, nước sông không phạm nước giếng, tôn trọng lẫn nhau. Ê, cái gì vậy? Sao lại chụp hình? Không chụp!